Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, bên cạnh một số cơ sở kinh doanh tự giác thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, thì ý thức phòng chống dịch của nhiều nhà hàng, quán ăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn còn hạn chế. Thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khiến hoạt động của các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, để chung tay phòng chống dịch, góp phần giữ vững vùng xanh an toàn dịch bệnh của tỉnh nhà, nhà hàng Yumi Hotspot trên đường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái luôn trang bị đầy đủ nước rửa tay khử khuẩn, máy đo thân nhiệt, đồng thời điều chỉnh bố trí lại không gian đảm bảo khoảng cách 1,5 mét giữa các bàn ăn cho phù hợp với tình hình mới. Bên cạnh đó, khách đến ăn uống tại nhà hàng đều được khai báo y tế bằng việc check mã QR. Vừa qua thì để đảm bảo công tác phòng dịch, nhà hàng chúng tôi đã có các biện pháp phòng chống trước khi khách vào quán, có nước rửa tay khử khuẩn trước khi vào quán. Ngoài ra thì có mã quét QR code, check mã di chuyển của mọi người khi đến nhà hàng. Ngoài ra thì chúng tôi còn có các biện pháp phòng dịch là không cho khách ngồi quá đông, tụ tập trong một bàn khoảng cách là từ 1,5 mét. Các bàn cách nhau từ 1,5 mét và không tụ tập quá đông trong một phòng để đảm bảo công tác phòng dịch. Tuy nhiên, dạo qua các nhà hàng, các quán ăn trên địa bàn thành phố Yên Bái vẫn còn nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không có hoặc không yêu cầu khách hàng quét mã QR để khai báo y tế. Còn đối với các quán ăn sáng, quán bún phở thì đều không có bất cứ biện pháp phòng chống dịch nào. Các cửa hàng chưa có quét các mã QR ấy để khách vào ấy, mà cũng có thể là có cửa hàng có nhưng mà người dân đến thì người ta lại chưa thực hiện đúng quy định. Khi vào các quán đấy thì cũng không có một cái biện pháp gì gọi là để phòng chống dịch cho khách hàng cả, mà cũng không có tự gọi là kiểm tra như thế nào cả. Thế còn mới về gần đây thì đúng là tự tôi thấy thế nên là tự tôi tránh nên là tôi không đến những cái quán đấy, không vào ăn các quán ăn sáng này khác nữa, cũng không đến nữa. Việc quét mã QR để khai báo y tế là việc làm cần thiết nhằm giúp truy vết các trường hợp liên quan đến các ca nhiễm dễ dàng hơn trong giai đoạn chung sống an toàn với đại dịch hiện nay. Việc sử dụng mã QR tại các điểm kinh doanh, cơ sở dịch vụ được coi là chìa khóa chống dịch, bởi khai báo y tế điện tử bằng mã QR là hình thức kết nối liên thông, bổ sung, cập nhật cho kho dữ liệu phục vụ công tác phân tích, truy vết và dự phòng, cung cấp thông tin chính xác, hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời, việc khai báo y tế bằng mã QR còn tạo thuận lợi cho người dân thực hiện khai báo y tế ở tất cả mọi nơi. Hiện nhiều người dân còn thờ ơ với việc quét mã QR. Bên cạnh đó, nhiều chủ cơ sở kinh doanh chưa thực sự hiểu được tác dụng cần thiết của việc quét mã. Nhiều nơi chỉ làm cho có. Do đó, để việc thực hiện quét mã QR thật sự đạt hiệu quả thực chất, rất cần sự hợp tác không chỉ của các cơ quan đơn vị, cơ sở kinh doanh dịch vụ mà còn từ chính ý thức của người dân.